Trời ơi, nhiều thế. Cái này là ngụy trang rất là tốt luôn các bạn này. Nhiều đấy. Cái nào cũng nhiều quá, có cái đầu tiên là ít thôi. Cái ngọn nó non rồi bác hai kìa. Cái này nhiều nè. Cá rô. Cá tai tượng hả bác hai? Chưa thả không à? Rồi. Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình và bạn Diễm đang có mặt tại một nơi rất là đặc biệt. Đó là quê hương Long An của bạn Diễm. Ở đây là khu vực nhà mình luôn. Và mình đang ở mặt ở đây là nhà của bác hai mình. Mà đây là hôm nay này là sẽ là một video mà mình nói với anh Dũng rất là nhiều lần về mùa nước lũ ở quê mình. Đó là đổ dớn, đổ xà di. Tại vì trời ơi, nói chung là cảm giác đã lắm. Mà bây giờ là còn có tép đồng nữa. Nhưng mà không phải là ở nhà Diễm mà là nhà bác hai của Diễm, một người trời ơi rất là dễ thương luôn. Hôm nay thì mình đưa bạn Diễm về thăm nhà các bạn. Tại vì trong những ngày tới thì mình và bạn Diễm và bạn Song Hỷ Vlog nữa sẽ có một cái hành trình đi Tây Bắc nó khoảng 10 đến 20 ngày các bạn. Một cái hành trình rất là dài. Nên là tranh thủ 1-2 ngày bạn Diễm về thăm quê. Thì rất là may mắn luôn, khi mà mình về thăm quê thì được biết là bác hai đang đặt rất là nhiều các cái bẫy cá. Và mình sẽ cùng với tất cả bạn trải nghiệm được một trong những điều rất thú vị ở quê bạn Diễm. Đó là bẫy cá mùa nước nổi. Đó. Thì hôm nay là anh Dũng sẽ do là cái ghe này đi á. Và có một bé heo nữa. Thì bây giờ là anh Dũng sẽ theo chân bác hai đi. Thì cũng sẽ là một lần hiếm hoi. Mà khoảng 30 phút đầu tiên là các bạn sẽ không thấy Diễm. Thì Diễm sẽ ở nhà. Tại vì đang hiện tại là đang rất là nhiều đơn luôn. Đặt cụ hũ dừa và hai bé nhà coi cháu nội bác hai. Thì rất là nhiều đơn Diễm phải xử lý. Cũng như là mình về sắp xếp công việc nhà. Mình sẽ ở nhà nấu cơm. Anh Dũng về là mình thêm cá này kia nữa là bây giờ nha. Là mình đi bắt cá, còn bạn Diễm ở nhà nấu chốt cơm. Đơn hải sản này rồi củ dừa này, nói chung là rất là nhiều mặt hàng hải sản mà bạn Diễm đang bán. Thì nãy giờ bạn Diễm có rất là nhiều cuộc gọi và trong lúc đó thì sẽ rảnh là nhặt rau rồi nấu cơm. Chờ mình mang cá về nha. Chúc anh Dũng sẽ đi với bác hai là có một cái chuyến đi thành công tốt đẹp và nhiều cá nha. Bác hai là ở dưới đã sẵn sàng rồi này. Đi theo bác hai nha. Con chào bác hai. Bây giờ mình đi ra chỗ đó xa không bác hai? Chắc 3 cây số ạ. 3 cây số, nhưng mà dự kiến giờ này á bác hai là có nhiều cá không bác hai? Ủa, chắc cũng được vài ký được mà. Vài ký được hả bác hai? Ừ. Đó là mình lên ngày 1 đúng không bác hai nhỉ? Hay là mấy ngày mới lên một lần bác hai? 2 ngày. 2 ngày. 2 bữa. Mày qua đó mình đi. Bạn Diễm sẽ đi cái kia, còn con bác hai bây giờ đi ha. Ủa bây giờ cái nước sông mới lên cao bác hai nhỉ? Nước này triều cường lên thì nhiều hơn hỏng bông rồi. Dạ. Rồi mình đi ta ngủ đi chứ để tối. Dạ. Đây là đồ đi đổ cá của bác hai này. Có một cái thau lớn này rồi một cái đó gọi là cái lưới hay cái gì chú? À bác hai. Lưới đựng đựng tép à. Đựng tép. Nhiều tép lắm hả bác hai? Lưới đựng tép cho để rộng trên để cho nó sống. Dạ. Ăn tép tươi mới ngon bác hai nhỉ. Cứ để vô sao cho nó chết. Bắt đầu đi nha các bạn ơi. Đây là con kênh chạy ngang qua nhà bác hai và đặc biệt là nhà bạn Diễm nữa. Đang là mùa nước nổi nên là nước lên rất là cao các bạn ạ. Mùa này thì ở miền Tây chỗ nào cũng rất là nhiều tôm cá. Quanh nhà bạn Diễm cũng rất là nhiều cây bông điên điển nha các bạn. Thế này. Bông điên điển này các bạn này. Ồ, bông điên điển này. Ở xung quanh đây hiện tại đang trồng rất là nhiều mướp các bạn ạ. Tí nữa nếu mà có nhiều tép thì mình sẽ ra hái mướp về xào với tép nha các bạn. Quá trời lục bình rồi.
lên như này là bị vướng lục bình các bạn ạ, nhiều quá. Đi hơi khó lắm này nhở, đi hơi khó. Ra cái khúc như này nó nhiều lục bình các bạn hai. Xuống các lùm cây ở đây. Khúc cây ở nhà bạn Diễm thì rất là đẹp các bạn, không có lùm bình. Nhưng mà khúc cái này thì quá nhiều luôn. Đây. Đợt này thì những cánh đồng đằng sau nhà bạn Diễm đang trồng lúa rồi, nên là không có đặt lớn, đặt là sẽ đi bắt cá các bạn, nên là bắt hai sẽ đi hơi xa một chút. À chưa, nhiều quá. Đây các bạn nhìn này, mắc kẹt ở cái đám lục bình này là hơi lâu để qua được các bạn ạ. Wow, chỗ này đẹp quá bác hai ha. Đây là ruộng nhà bác hai à? Ở trong này là có 1, 2, 3. Ba cái đuôi dớn là của bác hai. Nhưng mà trong này đẹp quá bác hai ha. Xung quanh là có trồng sen nữa. Sen chết, hấu chết là ngon lắm rồi. Nước phú chết. Bác hai cũng trồng sen đây nhưng mà bị hư rồi. Trồng này 2 tháng rồi, phú hết rồi. Nhưng mà con thấy mấy nhà khác thì vẫn lên được. Cái kia cũng có lên, có số lên số không. Dạ. Cái này cũng còn người có người không. Ai đặt đó rồi. Đây này, đây là ruộng nhà bác hai nha các bạn. Mùa này thì đang ngập nước hết rồi. Bao lâu nữa thì mới trồng lúa lại được bác hai? Một tháng nữa. Qua tháng 1. Đây bây giờ mình sẽ lấy cái này đúng không bác hai? Chưa, bây giờ đi dỡ di tước nè. Bây giờ cỏ không làm sao mà xem kéo chuồng đi nè. À bây giờ mình dỡ cái gì bác hai? Dỡ hì di nè. Xà di. Ừ, dỡ hì di đặt cái ngô nè. Để coi cái này dỡ trước cái này đi. Ô cái rau muống này bây giờ mà luộc chắc ngon lắm bác hai nhỉ? Trời ơi biết bao nhiêu nói. Trời ơi, hai tí nữa mình hái chút về luộc chấm nước mắm tỏi ớt đó các bạn. Ừ, nói gì trời ơi, cái này xe xào mỡ cũng ngon. Hoặc là xào, hoặc là nước cá kho. Đây, cái gì ăn cũng được hết trơn á. Trong đó là cái gì bác hai? Mồi. À. Mồi đặt cá nè. Ủa, có người ta dỡ của mình luôn hả bác hai? Có chứ, cũng có dỡ lén. À, bình thường đây là cái đường đi này. Cá rô này. Ừ. Ôi cá rô này làm món gì bác hai? Này có mắm, có mè. Chiên giòn bác hai nhỉ? Con thích cái cá rô này chiên này.
nay chứ không chạy hôm qua chứ. Hôm bữa cũng chạy hôm nay. Cái rong. À, cái này là mình phải đặt mồi. Thì cá nó mới vào ăn. Cái rau muống đồng này ngon lắm các bạn ơi. Các bạn nhìn cái cọng rau muống này. Đó. Rắc vô đằng kia thấy mới ngon mới dữ. Bác hai có hay lấy cái rau muống này về ăn không? Có chứ, hay lâu lâu cũng làm nấu canh chua đồ ăn thôi chứ. Dạ. À, cho nước thêm đó. Cho mồi vào. Cái này là phải có mồi nữa các bạn. Mồi này mình dùng cái gì á bác hai? Mồi cá. Cá. Cá ủ. Cá mình ủ một năm mới mới đặt được ạ. À. À. Phải có mùi nó mới đặt được. Ờ, có mùi nó mới được. Ô, bên này nhiều rau muống á bác hai nhỉ? 25. Thiếu gì? Này có khu vực mới có chứ mấy chỗ khác cũng chết chết hết. À. Thì cũng tùy theo chỗ. Giờ mình phải ngụy trang nó lại. Ngụy trang. Cái này ngon quá. Mình đang tính lội theo bác hai mà không ngờ bên này nó sâu vậy tới cổ luôn. Cái địa mà kinh người ta đào vào nên tổng phải mở. À. Như có cỏ gì mới có cá chứ không có gì đâu có cá. À, cái chỗ đó nó mới sâu thôi chứ. Ừ. Lên trên này nó lại cạn rồi. Qua nó sâu nữa. Ồ, cái rau muống này ngon quá. Đi nữa nè. Ấy qua chứ đi. À, nó giống như là cái rãnh cái mương ấy. Cũng như nó đạo dục cái này nè. Coi này là cạn chưa bác hai? Hả? Hay là vẫn còn sâu tiếp? Lát qua kia bọc xuống rồi đó gì vậy? Dạ. Đấy các bạn thấy là bắt được một con cá đồng ăn đâu phải là chuyện dễ dàng đâu. Vất vả lắm. Nhưng mà bán rẻ đúng không bác hai? Bán rẻ. Cá đồng rất là rẻ luôn. Cá đồng lúc này cái rô thường thường này 60.000 ký. 60.000 một ký. Ừ. Là mua tại đây đấy. Thì mua tại chỗ này á, chứ là Sài Gòn nó bán còn cá tăm. Con nghĩ là không lên Sài Gòn được đâu, ở đây là hết rồi. Lên Sài Gòn thì bán mắc. Để chắc đây chia sớt ăn hết đi. À, đây một cái xà di nữa này. Là mình phải tìm những cái bụi mấy cái cỏ này, cỏ này kia ha, cá nó vào bác hai ha. Ừ, cái này nhiều đấy. Cá bự không ngon. Nè cá bự nè, cá bự luôn. Này chắc phải được gần 5 lạng đấy. Nửa ký bác hai ha. Đấy. Cái này mà ngồi mà câu bác hai, không biết có nhiều không ha? Cũng được. Câu cũng được bác hai nhỉ? Câu mà rất là thời gian cho có một thuốc không hả? À. Không có. Cũng có mà nó không bằng, không bằng đặt rồi đâu. Dạ. Nhưng mà mình có cái thao nào con sợ nó nhảy ra quá. Nó mạnh lắm. Nó nhảy. Thao nó nhảy. Cá rô này mà chiên hoặc là kho. Bây giờ mình đi sang cái bụi cỏ bên kia đúng không bác hai? Đặt lúc bên kia này. Sâu quá các bạn ạ. Mình mà thực ra là cái nước ở đây nó cũng sạch đấy. Mình rất là muốn xuống bơi cùng bác hai nhưng mà còn máy quay nữa. Có khi nào đặt là quên chỗ luôn bác hai? Cũng có quên chứ. Cũng có lạc. Thất lạc luôn. Bữa mình cũng chưa đặt. Mấy cái mới có 2 cái. À đây này, phải không bác hai? Cái này lại không đặt vào trong bụi cỏ hả bác hai? Này trống đặt ngoài trống luôn. Ngoài trống luôn. Có cái trong bụi, có cái ở ngoài. Ừ, tùy theo chỗ.
Trời ơi, nhiều thế. Cái này bác hai về có bán không bác hai? Ông giờ để ăn có khi ấy rồi cũng dính bán ở sớm chút đỉnh. Ai mua thì bán, mà không thì mình rộng lại mình ăn luôn. Để dành mình làm đồ ăn khỏi đi chợ các bạn ạ. Cái mua ăn cái nhà có dễ ăn, cái mua cũng mắc nhé. Con thấy dọc các bờ kênh nhá, nhà nào cũng có một cái khu lưới để giọng các loại cá lại nuôi để ăn dần. Cái đó là người ta nuôi rồi người ta xúc tháng nước rồi người ta có mồi cá mồi đó. Dạ. Nuôi cá lóc, cá tê rồi đó. Để sau này nước cạn người ta ăn. Đấy, thế là buộc lại mai lại đi lấy tiếp các bạn. Lấy cái dòng muống che lại. Ủa cá rô này lâu lắm mà con không ăn cá rô đồng mà chiên đấy bác hai. Trời ơi, chiên làm nước mắm mà... Nước mắm gừng hay là tỏi ớt bác hai? Ăn bình thì nó dễ ăn lắm. Bởi vì cá đồng thì dễ. Rồi đi tới cái tiếp theo. Cái lần mà bác hai bắt được nhiều nhất là một thau này bác hai? Đâu, chắc tới đây ạ. À, thế là 1 phần 3. Tới đó là cũng là 3-4 kg rồi đó. 1 phần 3 thau. Thực ra cái vùng này không phải là vùng mà nhiều cá đâu các bạn ạ. Cái này thì là cũng chưa đúng là dùng cá không. Đúng rồi. Là cũng được thôi. Cái này là ngụy trang rất là tốt luôn các bạn này. Nhiều đấy. Cái nào cũng nhiều quá ạ. Có cái đầu tiên là ít thôi. Bỏ mồi. Ấy gì, bỏ mồi vô. Ở đây tháng nước thì cũng dễ kiếm đồ ăn. Dạ. Thì có mùa nước này thôi chứ. Mấy mùa khác là phải mua hết các bạn. Mùa khác là khô hạn đâu có cá mắm gì thì kiếm được. Hồi xưa nó có nhiều hơn thế này nhiều không bác hai? Hồi xưa dữ lắm. Hồi xưa là vụ cách này rồi chừng 10 năm hay 15 năm về trước rồi. Quang vô chứ đâu phải gì vậy, giờ hấp háng ruộng nước hết rồi. Con nghe nói hồi đó ở đây giống như là rừng tràm á bác hai nhỉ? Tạm ở thì đó đây tạm nhờ sao là không mới phá đây chừng 15 năm tới đây chứ hồi trước tạm rất. Tạm đưa gắn chuột rồi dữ lắm. Trong rừng tràm thì sẽ có nhiều các cái sản vật mùa nước nổi hơn các bạn. Nó trú ngụ được. Chim, cò, rắn đồ. Đi trong này không phải là dễ đâu nha các bạn. Cái rau muống nó vướng chân mình nhá. Giống như là có người kéo chân mình lại á. Ô, ngọn rau muống này. Trời ơi, nó non, mập. Này mà chấm với cá biển kho các bạn. Hoặc là nước cá rô kho. Chỗ này là không có kéo thuyền vào được nên là mình đi bộ. Lội nước. Ô, cái ngọn nó non rồi bác hai kìa. Cá nhiều nè. Một cái bẫy này mình dùng được mấy năm là hư bác hai? Đúng là này mua xài một năm thì dục, hai mình kỹ mình xài 2 năm. Một năm là dục. Là mùa nước mới có xài được. Dạ. Mùa khô thì nên dẹp, treo lên. Mùa nước bây giờ. Còn ốc này. Dũng ấy đi tải ra đi rồi có hai con đó bò bọc qua. Vẫn còn những cái chỗ sâu hơn đúng không hai? Còn 5-6 cái nữa hết rồi. Xong rồi mình ra mình đổ dớn. Xong rồi ra đổ dớn. Cái này gọi là xà di nhé các bạn. Thì tí nữa mình sẽ sang bên kia để đổ dớn nữa. Bác hai còn 3 cái bẫy dớn ở bên đấy. Mất, bỏ mất mẹ rồi. Đầu cầm con mất rồi. Mất cái gì bác hai?
đây. À, cái dây thép. Thép nó cầm mình luôn. Ai gửi ai dỡ lấy mất rồi. Hả? Bị ăn trộm không hả? Họ ăn cắp rồi. Ồ. Ừ. Phải không bác hai? Nếu mà họ ăn cắp phải ăn cắp hết chứ. Ăn cắp hết rồi lấy rồi, gặp cái nào có cá lấy chứ. Cá nhiều lấy chứ, lấy rồi nè. Trời ơi. Dỡ đi rồi đó. Thế là cũng có cạnh tranh nha. Thế là bác hai bị mất một cái bẫy các bạn. Mất khoảng mấy lạng cá rồi. Lại kia mà mày đi lội xuống không còn hai cái kìa. Được được. Đó, lên mình đi đó. Lội xuống đi kéo ra đường đó luôn. Ô, cái đám rau nhúc này các bạn này. Rau nhúc Thái. Rau nhúc Thái này là không ngon hả bác hai? Ừ, ăn không ngon. Cái hoa trắng mới ngon đúng không bác hai? Cái múc kia, cái múc của mình á. Mày thấy cái cọng ấy ăn dễ ăn à. À. Không có luôn. Không có rồi bác. Không còn. Nể quá sức trơn. Nó bị hở hết à, cá ra được. Cá ra trơn. Đỡ được mai mốt xuống đây là đỡ chứ. Xuống này có giặt rửa sửa lại một bữa. Phải thu hết về để sửa đúng không bác hai? Ừ. Sửa lại lâu lâu cũng phải sửa lại cái đấy biết này. Nó cũng sức trễ hết. Lúc lâu có nó cũng ra hết. Nè, này xích này. Cái này sâu quá. Ừ, cái này cống. Nè, có mấy dáng bước qua. Để có cái cầu hả bác hai? Ừ, có cầu. À đây đây. Đúng chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng. Nhưng mà nó... Mày đi không được cái gì? Nó hơi nhỏ. Cái dáng rồi. À được rồi. Đúng rồi, cái miếng ván, cái cây cầu. Được rồi, rồi. Xong rồi. Bước này cái bờ rồi nè, bước nó đi. Đây. Chỗ này là mấy cái bác hai? Cái này lục bình tốt thật đấy. À, một cái trong góc rồi nữa. Ừ. Cũng tạm được. Nhiều hơn mấy cái hồi nãy. Cái này là bác hai giấu trong bụi cây rồi này. Bây giờ mình đi ra ngoài kia đổ dớn bác hai ha. Ừ. Đi bọc quanh đằng kia. Còn cá hai cái nữa rồi. Rồi bác hai đang đổ dớn. À rửa hả bác hai? À. Không có là rêu nó làm cho cái này nó bị cá không có sống được đúng không bác hai? Bít. Nó bít lại. Bít đây nước không chảy, nó không chảy. Ừ. Nó phải rửa. Cái dòng rêu nó bám vào không ạ? Dòng rêu nó bám đây, nước không chảy, nó cám động vô. Phải có cái dòng nước nó chảy qua đều thì cá nó mới lại được. Ừ. Cái này là mình đổ ngày một rồi bác hai nhỉ? Ngày nào cũng đổ. Ngày nào cũng đổ. Có khi hai bữa, có khi ấy thì bữa quẩn thì bữa nào cũng đổ. Cũng không nhiều lắm các bạn này, đây này. U tép là nhiều bác hai. Tép không. Cô đừng đi. Tép này mình xào với bông điên điển này. Hoặc nấu món gì đó bác hai nhỉ? Có lẩu cái gì cũng được. Rang gói bánh tráng. Rang gói bánh tráng. Có dễ ăn rồi cái gì ăn cũng được. Năm ngoái là trồng sen đây được lắm hả bác hai? Trồng sen đây trúng nhỏ cũng ngày được vài trăm. Ngày bán được vài trăm ngàn. Người á,
À, một người là vài trăm ngàn hả bác ngài? Người được 300, 400. Một ba người thì được triệu mấy. Năm nay là cái khu vực này bác hai trồng sen mà nó bị hư các bạn ạ. Bị mưa với nước ấy cái nó thừa thúi đây. Thế là không phải là sen là dễ trồng bác hai nhỉ? Sen cũng khó lắm chứ. Con cứ nghĩ là bỏ xuống là nó lên à. Ừ, rồi ta trồng mua con chứ đâu phải gì lên ấy được. Chạy cùi lao. Con giữ lại con đường trống đây nha. Cái này nhiều quá hai này. Cái này giữ. Cái này giữ này. Cái này không cả 2 cái mấy. Có đưa thao cho ông đi coi. À để cái ghe này lên ha. Cá tài tượng hả bác này? Chưa thả không mà. Cá tài tượng này về mình thả xuống đìa được ấy. Con này chiên cũng được rồi bác hai nhỉ? Giờ đâu ra một con cá tài tượng duy nhất các bạn ạ. Con này phải khoảng 5 lạng rồi. Nhiều tép quá các bạn ơi, tép này ngon lắm. Trời, nó nhảy. Ủa, nó nhảy kìa. Cái giỡn cuối cùng các bạn ơi. Mình thấy là bác hai thở hổn hển rồi. Mệt quá. Mệt lắm rồi. Nãy giờ lội đồng các bạn. Xong cái này là về bác hai ha. Xong này gọi là gì ạ? Không biết là ở nhà bạn Diễm đã nấu được cái gì chưa? Tại vì nguyên liệu chính thì nó đang nằm ở đây các bạn ạ. Nhưng mà trời thì sắp tối rồi. Tép này chắc là rang lên ăn là nhanh bác hai nhỉ. Rang là cuốn bánh tráng. Rang bây giờ mình thấy gì phải lặt chứ. Cái lặt nữa bác hai. Lặt chứ không lặt dâu bên đây ăn quá. À. Lặt nữa thời gian. Lặt dâu từng con tép chắc. Cũng lâu lắm ạ. Vài tiếng ạ. Nhưng mà con nghĩ để ăn được nhanh mà trời còn sáng thì chắc là bỏ vào rang luôn. Bỏ rang luôn. Lặt cho góc gẽn. Góc gẽn. Bác hai có cái câu góc gẽn mình rất là thích các bạn ạ. Cho nhanh nhẹn. Cá nó trời. Năm nay như thế này là cá vậy là có nhiều không anh hay là bình thường thôi, không? Ui, con gì này? Thêm một con nữa à? À ốc. Làm hết hồn thôi. Làm hết hồn. Cá này dễ ghê quá. Rồi, chiếc
kẹp vào cái đám lục bình lớn nha các bạn này, nó cao hơn cả cái thuyền của mình luôn. Mình đã về tới nhà các bạn ơi. Bây giờ sẽ đem chiến lợi phẩm lên để bạn Diễm chế biến. Trời sắp tối rồi, bây giờ nấu món gì được bạn Diễm? Tép này bây giờ chắc rang không hay? Rang phải lặt chứ, không ai lặt được kể. Mà bây giờ cũng không kịp để lặt nữa. Đây, cho đây. Bác Hai sẽ để xuống dưới sông này cho nó sống này, tới ngày mai bác Hai mới lặt cơ. Cầm ấy vô. Ồ, con cá đây tưởng không bác Hai. Bà ký mấy giờ? Nè, vừa phủ hết con ao đi. Bây giờ phải bỏ xuống sông liền bác Hai. Bây giờ phải bỏ nó lên liền nó mới sống. Đâu có giờ đâu mà lặt luôn chứ, không gì nữa. Nãy giờ đi các bạn, còn cá rô nữa. Tép mà bây giờ rang lên nè, hoặc đổ bánh xèo á. Nãy giờ bạn Diễm ở nhà chế biến món gì rồi? Mắm kho, có mắm kho rồi. Đói bụng lắm rồi các bạn ạ. Con này bây giờ làm gì nè. Đó. À, lặt đầu nó. Lặt cái đầu đi để không có bị nhọn á. Cá rô này bây giờ chắc là mình chỉ kịp chiên thôi bác Hai nhỉ. Nếu mà kho là không kịp ăn đâu các bạn ơi. Chiên thì mình con nào cũng chiên được hay là lấy con nhỏ đâu bác Hai? Con bự ngon hơn chứ đâu. Bự ngon hơn à? Cá rô đồng này giờ hiếm á. Làm con bự chứ. Đó, uống luôn. Nãy giờ là bạn Diễm ở nhà hình như là nấu được nồi mắm kho các bạn. Hôm nay mình sẽ ăn tép rang này, mắm kho này và cá rô đồng chiên nhé các bạn. Có canh bầu nữa. À mọi người xem con cá u nụ luôn này. Con nào to nhất mình chiên bác Hai ha. Lớn bự đi. Lớn bự lên chiên. Cái này mà mình kho cỡ 5-7 tiếng trở lên các bạn, ăn ngon lắm. Kho rục luôn, mềm rục luôn. Ồ con này bự này. Đây giờ là một dĩa ngon lành rồi này. Chiên xù bác Hai ha. Chiên xù đi. Cái này bây giờ mình sẽ xào mướp đúng không bạn Diễm? Cái này chỉ rang ăn với cơm thôi. Rang cơm. Cái này cứ nướng chán rất là ngon nha. Thì bây giờ hơi tối rồi á, không có kịp làm nhiều món. Cơm nữa nha các bạn. Cái này mà mình có một chén cơm nóng vào á, ngon lắm. Giờ mình đang rất là đói bụng các bạn, nãy giờ lội nước vừa lạnh vừa đói. Bác Hai còn mệt hơn mình ấy, nhưng mà đang ngồi nhặt tép ở trước nhà ấy. Cái phần tép này thì mình không có kịp nhặt các bạn ơi, nên là bỏ vào rang luôn. Bởi vì mình sợ trời tối các bạn kho sẽ không có đẹp. Đấy, tắt bếp nha. Các bạn nhìn cái này có biết là món gì không? Canh mướp cá lóc đồng nha cả nhà. Lần đầu tiên mình ăn canh mướp nấu với cá lóc các bạn ạ. Còn cá lóc này là của nhà bạn Diễm. Còn hồi nãy mình với bác Hai đi thì không có bắt được cá lóc các bạn ơi. Rồi nha. Chín rồi hả? Đấy. Này mà ăn với cơm là tuyệt vời luôn. Còn bên này. Bên này là mình đang chiên cá rô các bạn ơi. Đây là thành quả của mình và bác Hai chiều nay đó bạn Diễm. Chiên thì mình thích món kho, nhưng mà cá rô đồng mà kho là mình phải kho trong thời gian rất là lâu, nó mềm rục rồi thì ăn nó ngon các bạn. Đây là bữa tối ngày hôm nay, mình sẽ cùng với tất cả bạn thưởng thức ở nhà bạn Diễm nha. Đặc biệt là từ những món mà hôm nay mình cùng với bác Hai đi thu hoạch về. Đó, hiện tại thì hôm nay là bác Hai là mang những chiến tích này về, mình ở nhà mình làm ít món là mình nghĩ là thế nào cũng sẽ có mồi ngon. Đây cái này là tép rang kiểu với hành đấy, cháy cạnh để ăn với cơm trắng. Đó, đây là bên món này. Tép mình xào với mướp. Quá đã. Còn bên này, cá rô. Đó. Mình chiên nhưng mà cũng chiên hơi vội các bạn ạ. Tại vì chỉ trong khoảng 30 phút thôi. Đó. Là mình làm được 3 món này đấy. Làm thì cũng hơi gấp. Hơi gấp. Nó cũng gia vị, nó cũng không ngon không. Theo bác Hai là phải nhiều món nha. Cái này mà kiểu rang xong rồi cuốn bánh tráng rồi bác Hai ha. Đó. Nhưng mà tép này thường thường bác Hai sẽ ăn món gì bác Hai?
Nó là theo đúng ra nó là phải mắm me này là gốm trắng. À. Gốm trắng chấm mắm me. Gốm trắng rau sống được rồi mắm me. Là đúng đó. Đây, cái này để bắt hai cơm với miếng đi. Tép ra. Đây. Thôi thì tiếp bao nhiêu đây được rồi. Còn bên này là cái tô mắm kho nhà bạn Diễm này. Hình như là nào mình về nhà bạn Diễm thì cũng có cái món mắm kho này, ăn với cơm là no bể bụng luôn các bạn mà vẫn muốn ăn. Đó, mời cả nhà nha. Mời bác hai nha. Mắm kho ăn chúng. Đây, cái tép này là ăn với cơm trắng là hết bài luôn. Mời cả nhà nha. Nhưng mà phải nói hôm nay mình rất là phục cái sức khỏe của bác hai luôn á. Bác hai đi á, mình phải đi cùng á, mình xuống mình lội bùn lội nước á, mình cảm giác là nó mất sức. Và bác hai vừa lội còn phải vừa kéo cả cái thuyền của mình đi nữa. Đúng rồi, lúc này là cỏ, trong cỏ mới có cá, chứ ở ngoài thì không có cá không. À, trong các cái đám rau muống, đám cỏ này kia bác hai ha. Rau muống với ba rau nhúc của Thái là của Thái đó. Nhưng mà cái tép đồng nó ngon lắm, dù mà ăn nó thật sự là mình cái này á, là không phải nêm nếm nhiều gia vị vậy luôn nha. Đây này, cái này rất là đơn giản luôn, mình chỉ cho dầu vô rồi mình đảo đều thôi, nhưng mà cái con tép đồng á, nó rất là ngọt đó. Anh Dũng là có thể là cảm ơn bạn Diễm nha. Mình giờ này là cũng đói bụng lắm các bạn ạ. Con mời bác hai nha. Đấy, này mà ăn với cơm nóng là ngon lắm các bạn ơi. Chan nước mắm me được cũng ngon hả? Ngọt lắm. Ý là cái này chị mới làm đơn sơ rồi á. Ngoài con tép nó hơi mặn mặn một chút nè, giòn. Ở ngoài con đó bác hai, là không phải cắt cái dâu cái đầu đi đâu. Tại vì cái làm này mất công á. Nhưng mà ở trong này bác hai là cứ phải nhặt hết đầu đi. Ngắt ngắt đầu hết là con tép nó giờ cũng ngon lắm. Dạ. Mà con thấy nó cũng mềm mà. Lúc này nó cũng mềm, tháng nước này cá nó tép nó cũng mềm chứ nó không có cứng cứng. Bây mà ngon quá. Tháng nước. Ngọt thật ha. Con tép nó ngọt các bạn. Đây nè. Này mà thêm một chén canh mướp nữa. Đây, mời các bạn nha. Ăn một tay xúc hơi khó. Nhưng mà ăn vậy không, anh Dũng phải chan nước mắm me á. Này phải múc mắm me vô miếng. Dạ. Ngon quá. Ngon. Đây là một trong những con tép ngon nhất mình từng được ăn. Tại vì nó có một chút công sức của mình, đó là đi cùng bác hai các bạn. Là... bác hai là đã trồng cái mướp ấy, không phải trồng cái lá sen. Lẽ ra là mùa cái vụ nước này là mình về thu hoạch cùng với bác hai ấy, nhưng mà trồng nó rụi hết luôn. Mùa này nó không có đạt được nước nên thúi hết rồi. Chứ theo mấy năm trước, năm ngoái thì được hả bác hai? Năm rồi mà vụ này là thì dữ lắm. Ngon thật. Bác hai có nói mình là đợi bác hai trồng á, rồi trồng sen được rồi mình lên mình về đây mình quay clip. Tuy nhiên là mình chưa kịp về quay thì cái ruộng sen của nhà bác hai đã hư mất rồi. Thế là cũng thiệt hại tương đối là lớn đó các bạn ạ. Vì nước này nó hơi đục quá, với nước xuống chảy, với nước này nhiều. Nhưng mà năm nay cái nguyên nhân cái ruộng sen mấy sào nhà bác hai bị hư là do cái gì bác hai? Do nước nó không trong, nó đục hoài. À. Là con thấy á, hồi đầu con đi là có chỗ là ví dụ như nó cháy xong á là nó vẫn còn lên lại của mình là cháy luôn không hả? Cháy luôn, bị sen mới trồng nhỏ quá. Bị nó chưa có ra được nhiều. À. Con tưởng là mới trồng. Nước trong nước đục thì nó vẫn sống tốt chứ. Cái này sen thì nước trong nó mới sống ngon hơn chứ nước đục nó dở. À. Nước đục là khi nào sen lớn rồi, sen nó nhiều rồi, nó ra hay ra nhiều rồi. Chứ nó còn nhỏ quá mới trồng rồi cái nó hay nước nó thúi với lá trơn. Dạ. Nó hư luôn. Nhưng mà bác hai thấy cái mùa nước nổi năm nay cá tôm có nhiều như mọi năm không bác hai? Hay là ít hơn bác hai? Năm nay nước hơi trễ này cá nhiều hơn chứ, cá tép được cũng nhiều. Bữa nay là xả xong rồi mà nước còn lên lớn bác hai ha? Xả là mình xả trên này, ở dưới kia là chưa xả. Dưới kia là ở đây xả tháng rồi. Cách 3 cây số là chưa xả, mình mới đặt giới mới có tép. Giống cái chỗ mà mình đi bắt ong đó anh Dũng. Đúng rồi, có chỗ là người ta xả rồi, có chỗ thì chưa. Nhưng mà cũng còn nhiều khu vực là đang để nước nổi lắm. Nước dưới kia là bị hơi bưng, đồng dạ. Hơi nó hơi sâu hơn thì xả trễ. Mà món tép ngon quá. Cái này nha, là ở dưới quê mình là phải lặt cái đầu đi thì thật sự là khi mình lùa một phát là đi luôn, là nhanh, ăn rất là ngon. Nhưng mà cái con này á là cái chưa lặt tại vì trời tối muộn rồi á.
Nên là mình ăn là phải từ từ chứ không là cái mũi nhọn này nè. Này mình ăn hơi chậm chút. Ăn hơi chậm. Chứ bình thường là mình nếu như mình ăn là xúc cũng nhanh lắm. Nhưng mà với cái trời như bây giờ các bạn nhìn này, đó, cũng hơi tối tối rồi á. Mà mình ngồi mình nhặt xong cái tép này chắc chắn là phải 6:30. Và lúc đó là trời tối hẳn à. Cái mùa tháng 10 là tối nhanh các bạn ạ. Hôm nay là cũng hơi ngoài dự kiến của mình một chút, là mình nghĩ là đi nhanh cơ. Nhưng mà không ngờ là nó tốn nhiều thời gian công sức như vậy. Đi đường xa cũng khó khăn, Lục Bình không, nãy trời cũng Lục Bình nhiều bác hai ha. Ừ. Nhưng mà bây giờ nếu mà một ngày trung bình bác hai bán được bao nhiêu bác hai? Theo bình điện bữa 3 kg thì bán 60.000 kg cái gì thì cũng đâu có nhiều, 3 kg cái tâm tách cái gì. Tức là một ngày bác hai làm được khoảng vài trăm ngàn. Ôi nhưng mà chưa tính tiền dầu nữa. À, mà 2 ngày mới đổ một lần. Thì 2 ngày mới đổ một lần. Phải một ngày đổ ít hơn. Ngày nào mình cũng đổ thì cái số lượng cái ít hơn. Ít hơn. 2 ngày cũng như dồn lại thì nó nhiều một chút. Ừ. Này cũng như mà người kiếm ăn vậy chứ heo bán xo thì cũng đâu có nhiều, nhiều khỏi đi mua đồ ăn vậy. Chủ yếu là để ăn các bạn ạ. Mình làm đây để kiếm ăn khỏi mua đồ ăn ngoài. Đây, mình thử con cái nha. Đây. Người mà Diễm mà cứ hay nhắc là bác hai Diễm đi thay khớp gói là vợ của bác hai trai là vợ của bác hai đó. Đây, còn con cá rô này. Cá rô viên xù. Cái này còn nướng bác hai ha. Bác hai thử một con này bác hai. Đây đây đây. Đây là bạn Diễm chiên thế nào bác hai? Cái này cũng hơi vợ bác hai bảo là trình chưa tới đâu. Chiên hơi vội bác hai ạ. Tối rồi là phải gắt. Nhưng mà ở Sài Gòn các bạn không tìm được con cá hay là hiếm để tìm được cái con cá rô đồng này luôn á. Ở Sài Gòn mình thấy phần lớn là cá nuôi mà nó to như bàn tay á. Thực ra cái cá nó kho vẫn ăn rất là ngon nhé bạn. Nhưng mà nhiều người đang nói là tìm về thiên nhiên á. Nhưng giờ tháng nước này mới có chứ tháng mùa khô cũng đâu có đâu cá bự vậy. Mà năm nay thôi chứ mọi như năm rồi con thấy cũng đâu có cá nhiều đâu. Năm rồi bác hai đặt cũng đâu có. Có vài bữa rồi thôi cũng xả hết rồi. Dũng hồi thử gấp miếng này nè. Trời ơi, thả vô nước mắm me, có gỡ xương. Bạn Diễm lấy cho mình nha. Thế bạn Diễm ăn con to rồi đi. Ồ, cầm con cá nó chắc tay luôn. Đây mọi người xem này. Cá đồng nha. Nó chưa được chiên chưa được đẹp lắm nhưng mà mình nghĩ cái hương vị của thịt cá sẽ rất là ngon. Đây, chấm mắm me nha. Đây, mình sẽ gắp miếng của mình luôn. Cái này là mắm me chứ không phải là mắm ớt gừng đâu. Mời các bạn nha. Béo à. Cá đồng nhưng mà rất là béo luôn. Ngon lắm bác hạ. Thịt nó ngọt. Cái này mà ngọt, mình lọc thịt cho mình nấu canh canh mướp luôn. Canh mướp là một nè, canh rau cải là hai nè. Ngon tuyệt vời. Nhưng mà cá rô ngon nha. Ngon quá. Phải là miếng cơm các bạn ạ. Ủa đang đói bụng. Lâu lắm rồi mới ăn được miếng cá rô ngon này. Ở dưới quê là mình chỉ có đồ thiên nhiên thôi. Đây là mình về cái mình chiên liền. Cái mình không cần phải làm gì nhiều, cũng không phải rửa muối luôn các bạn, không bị tanh luôn. Làm người gấp gán rồi làm đem về là làm ăn luôn. Ngày hôm nay là lẽ là bình thường là mình sẽ làm rất là nhiều món cầu kỳ, nhưng mình chỉ nghĩ đơn giản là mình cũng đoán là về sớm xong thì sẽ từ những cái món đó thì mình sẽ làm gọi là nhiều món luôn về những cái đặc sản này luôn. Ở xung quanh nhà bạn Diễm bây giờ đang là mùa mướp, mình còn tính ra vườn mướp nữa cơ. Rồi đặc biệt nữa là ngay ở trên cái ngã tư dòng kênh như này, rất là nhiều bông điên điển. Mình thực sự muốn đi hái bông điên điển để xào tép các bạn ạ, nhưng mà không kịp thời gian nữa. Ở trên này là bông điên điển rất là nhiều bác hai ha. Nhiều mà cái đó cặp mấy xong cũng có này cũng trâu bông bộn rồi. Dạ. Nhưng mà rất là tiếc là đợt này bạn Diễm về nhà có một ngày thôi, nên là sau cái bữa tối ngày hôm nay là ngày mai bạn Diễm đã lên lại Sài Gòn rồi. Nên là mình không có nhiều thời gian để mình quay những nội dung như vậy. Nhưng mà hy vọng là sau cái hành trình mình đi Tây Bắc về á, thì những cái điều mà mình thấy ngày hôm nay nó sẽ còn để mình về đây mình quay clip tiếp. Chắc là không nên đúng không? Bác hai nghĩ là trong khoảng 20 ngày nó còn không bác hai? 20 ngày nữa ở dưới chắc còn, chắc có hơi nước giật cạn à. Lúc gậy còn nước trên chiến nhiều chứ giờ 20 ngày nữa chắc nó hơi giật rồi. Rồi vườn mướp rồi hoa điên điển còn không bác hai? Mướp còn, điên điển chắc hết, còn mà nó đổ bông nó hết đẹp rồi. Bị nó qua cái mùa nước là bông nó hết ngon. Thế à? Lúc gậy cũng như giữa vụ mà. Tính ra năm nay là đã nước nó đã lũ là kéo dài rồi đó. Này nước lũ triều cường kéo dài hơi lâu hơn mọi năm. Nhưng mà mình có thể nhờ bạn Diễm lấy cho mình một con cá rô nữa không? Ngon lắm. Tuyệt vời luôn. Đây mình vừa dẻm nửa con rồi nè. Đây này. Mình xẻ thêm nửa con cho mọi người xem này, con nào con nấy chắc nụi luôn á. Bác hai ăn thêm cá rô đi bác hai. Nhiều khi là lâu lắm rồi bác hai mới xuất hiện trên kênh Phạm Dũng trở lại đấy. Cũng hơi ngại các bạn ạ.
Đây. Cái miếng này mình nghĩ là nên chấm cho bác Hai đi. Đúng để rồi, chắc ngồi cho bác Hai ạ. Để cho bác Hai đỡ ngại. Hồi nãy mình có hỏi bác Hai là bác Hai có ăn gì trước khi đi ra đồng chưa? Tại vì tốn nhiều sức quá. Bác Hai nói là ăn hai cữ rồi. Tại vì làm ở quê, ví dụ như nhà mình cũng vậy, là phải ăn cơm mới chắc bụng được, chứ ăn bún là không ăn thua. Mình nhà nhà cơm. Chắc thì ăn cơm trước rồi cũng mới đi đâu đi. Đúng rồi. Chứ không phải như ở Sài Gòn và ở thành phố rồi mà đi ăn cơm tiệm luôn. Ăn sáng đây không có. Nhưng mà nhiều khi á, con thấy là ăn ở quê cơm nhà nấu là ăn rất là khỏe luôn. Không có bệnh vặt luôn á. Đúng rồi, không bị bệnh vặt, đặc biệt là bệnh về tiêu hóa là người ở quê mình là ít bị. Chủ yếu là về con nghĩ là hay bị xương khớp do tuổi cao bác Hai nhỉ, do là làm nhiều quá. Đó là bị lao động hồi xưa hồi trước. Dạ. Bây giờ bị ảnh hưởng. Nhà mình ấy là ở bên nội là bác Hai là thứ hai này, cha mình thứ ba, gọi là những người anh cả là gọi là cực nhất bác Hai ha. Cực nhất để ngày xưa là lo cho phụ, lo cho các chú với lại các cô mình. Nên là bây giờ là ai là xương sống này kia là thấy cũng bằng bèo đó giúp hết mọi người. Hai, có cháu nội cháu ngoại hết rồi. Đây chắc là mình sẽ tranh thủ làm miếng cá này đi. Ngon lắm các bạn ạ. Đây này. Ôi miếng thịt cá rô chiên. Mời các bạn nha. Mình là chuyển sang mắm kho nha. Rồi miếng cơm. Như này tuyệt vời đúng không bạn? Bác Hai ăn mắm kho thử bác Hai. Có nãy mua cái dầu đếm. Ngon quá. Đây, mũi bắt đầu mũi, hôm nay mùa này mà mũi ghê luôn á. Đâu lúc này có mũi rồi chứ, tối rồi có mũi rồi. Đây, mời cả nhà nha. Bằng là ruộng mình ghép hai người. Mắm kho ngon quá. Nhưng mà bác Hai thấy hôm nay con với bạn Diễm chế biến cái món cá rô rồi món tép như này mà vội vàng như vậy ăn là có ngon có được không bác Hai? Vậy là ngon rồi chứ. Mà nhà làm người nhà quê mà làm vậy là ăn đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà phải nói là quan trọng là cái con tép nó ngon mọi người à. Tép đồng mà. Nhưng mà thực sự là những cái trải nghiệm trong cái chuyến đi về quê bạn Diễm lần này là những mảnh ghép còn thiếu trong cái mùa nước nổi năm nay. Có một cái điều đặc biệt mà mình rất là thích luôn. Đó là mình được vào ngay cái rừng ngập nước, rừng tràm ngập nước ở quê của bạn Diễm để đi thu hoạch tổ ong, ong mật nhé các bạn. Và thứ hai nữa ngày hôm nay mình được cùng với bác Hai đi lội đồng các bạn để bắt cá bắt tôm. Thật ra là mình chỉ mong là như là năm nay là gọi là cũng gọi là may mắn để có được những cái trải nghiệm đó. Nhưng năm sau á, hy vọng là nước lớn thì mình sẽ có cái sự chuẩn bị kỹ hơn để mình sắp xếp là mình quay những cái trải nghiệm ở gọi là đặc trưng mùa nước nổi ở miền Tây để gửi tới các bạn đó. Và bác Hai là còn nhiều chiêu hay lắm mọi người ơi, phải chờ mùa nước nổi năm sau nha. Đây mình sẽ làm thêm miếng mắm kho này. Mắm kho bông súng nhà, thịt ba rọi. Đấy, bây giờ là trời cũng đã tối đấy. Thì mình và bạn Diễm và bác Hai sẽ tranh thủ ngồi ăn một chút các bạn. Và đặc biệt hơn nữa là xíu nữa bạn Diễm chắc là phải vào thăm gia đình rồi giống như đen vâu hát các bạn, mang tiền về cho mẹ. Rồi sau đó mới cùng mình đi ra Tây Bắc được. Thì hy vọng cái clip nhỏ nhỏ ngày hôm nay mình quay để về thăm quê nhà bạn Diễm trước khi đi ra Tây Bắc, các bạn xem sẽ có một chút gì đó giải trí và hiểu thêm về cái mùa nước nổi miền Tây. Mà sắp tới đây thì mình cũng sẽ đi, giống như mình nói, mình dành thời gian để đi Tây Bắc khám phá trước khi mà nghỉ Tết đấy mọi người. Thì hải sản và là các đặc sản của Phan Diễm thì lúc nào cũng sẵn sàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà các bạn gọi cho Diễm á, mà các bạn không thấy Diễm nghe máy thì lúc đó Diễm thật sự là đang đi quay. Và mọi người cứ để lại tin nhắn thì Diễm sẽ gọi lại nha. Số hotline đặt hàng của Diễm là 0981128578, 0929229988. Mượn tranh thủ bác Hai đây review quảng cáo mọi người ạ. Con cảm ơn bác Hai nhiều nha. Hy vọng là khi mà con đi Tây Bắc về thì sẽ có dịp quay trở lại đây để cùng với bác Hai trải nghiệm thêm. Còn clip này thì mình cũng xin được phép kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của mình nha. Giờ ăn trắng miệng.